Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách là khắc phục cái lỗi là đăng tin lên story Facebook nhưng mà lại không có nhạc các bạn nhé. Mà trong khi đó chúng ta đăng một cái hình ảnh nào đấy lên, đăng video nào đấy lên tin story Facebook, rõ ràng là chúng ta có đưa âm thanh vào nhưng khi chúng ta xem lại thì không có âm thanh các bạn nhé. Nó thực sự là phiền phức đối với những tín đồ sống ảo khi mà chúng ta đăng một cái tin lên story Facebook, nó không có âm thanh, nó mất đi cái độ chất lừ của cái tin story của chúng ta các bạn nhé. Nó thực sự là phiền phức đối với những tín đồ sống ảo khi mà chúng ta đăng một cái tin lên story Facebook, đăng một cái hình ảnh lên mà nó không có âm thanh các bạn. Thực sự là nó không còn cái độ ngầu nữa các bạn. Vâng, thì trước khi vào video hướng dẫn, nếu như các bạn là lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì các bạn đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Nào, các bạn cùng cầm điện thoại lên và làm theo mình hướng dẫn nhé. Đầu tiên các bạn thì rõ ràng rồi, cái bước đơn giản nhất đó là gì? Facebook, các cái ứng dụng là họ cập nhật liên tục để sửa lỗi nhé. Nếu như các bạn xem lại ở trong App Store nhé, nếu như các bạn dùng iPhone hoặc là các bạn dùng Android thì các bạn vào Set Play, các bạn xem cho mình là cái ứng dụng của các bạn đã là cái phiên bản mới nhất chưa nhé. Nếu là phiên bản mới nhất rồi thì thôi, các bạn sẽ thực hiện thao tác thứ hai cho mình. Còn nếu các bạn chưa phải là phiên bản mới nhất nhé thì các bạn xóa hẳn cho mình, hoặc là các bạn để nguyên nhân cũng được. Nên, hoặc tốt nhất là các bạn xóa hẳn cái ứng dụng, cái Facebook cũ này cho mình nhé, và các bạn tải lại cái ứng dụng Facebook mới lên các bạn nhé. Đấy là cái cách thứ nhất để khắc phục cái tình trạng là không có âm thanh khi mà chúng ta đăng tin story Facebook các bạn nhé. Vâng, thì sau khi các bạn đã xóa hẳn cái ứng dụng Facebook cũ đi rồi và chúng ta đã tải cái Facebook mới lên về điện thoại của chúng ta nhé, sau đó chúng ta đăng lại cái tin story Facebook lên nhưng mà chúng ta vẫn không thấy có âm thanh, thì các bạn đã phải xem lại cái bước này cho mình này. Xem lại cho mình đó là gì? Cái hình ảnh mà chúng ta đăng lên kèm theo cái âm thanh, thì cái âm thanh đấy có khả năng là dính bản quyền các bạn nhé. Những cái bài nhạc đấy là có bản quyền các bạn nhé. Thì lên đăng lên Facebook thì Facebook sẽ tắt cái tiếng đi đấy đi các bạn, tắt cái âm thanh đấy đi, chỉ còn giữ lại nguyên cái hình ảnh đấy thôi các bạn nhé. Để khắc phục cái tình trạng đó, cái tình trạng trên, thì các bạn hãy trước khi các bạn đăng tin lên story Facebook, các bạn hãy lấy những cái bài nhạc, lấy những cái âm thanh ở trong cái trang Facebook là họ cho miễn phí các bạn nhé. Và hoặc các bạn cũng có thể lấy được ở những cái trang khác là những cái bản nhạc mà người ta cho các bạn sử dụng miễn phí các bạn nhé, và không dính bản quyền các bạn nhé. Đó, chứ các bạn không nên lấy những cái bài hát mà có chứa bản quyền các bạn nhé. Đấy, đấy là cái bước rất là quan trọng các bạn. Các bạn nên lấy những cái bản nhạc, những cái bài hát mà trên cái những cái nguồn mà miễn phí các bạn nhé. Đấy, không nên lấy những cái bản nhạc mà có bản quyền. Nếu như bạn nào mà lấy những cái bài nhạc, những cái bản nhạc mà có bản quyền thì các bạn phải mua, các bạn liên hệ với người chủ sở hữu để các bạn mua thì các bạn mới có thể đăng lên được các bạn nhé. Đấy là hai cái cách rất dễ xảy ra đối với những bạn là đăng tin story lên Facebook là chỉ thấy hình ảnh thôi mà không thấy âm thanh các bạn nhé. Các bạn hãy giờ xem lại hai cái cách đấy và khắc phục để chúng ta đăng một cái tin story lên Facebook có hình ảnh, có âm thanh, nó được hoàn chỉnh các bạn nhé. Vâng, thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn hai cái cách để khắc phục cái tình trạng là đăng tin story lên Facebook là không có âm thanh các bạn nhé. Mà hy vọng là sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trong quá trình sử dụng Facebook các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.